Bên cạnh những địa điểm vui chơi giải trí thì những di tích lịch sử cũng là lựa chọn của nhiều du khách đến tham quan trong dịp nghỉ Tết Dương lịch của năm nay. Địa đạo Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, một địa danh lịch sử gắn liền với hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, nơi đất thép cũng thu hút đông đảo du khách trong dịp này. Đến thăm khu địa đạo vào những ngày đầu năm mới, nhiều du khách đã không khỏi bất ngờ cũng như thán phục về khả năng lao động, chiến đấu của thế hệ cha ông. Hệ thống đường hầm dài đến 250 km nằm sâu trong lòng đất đã minh chứng cho sự dẻo dai, bền bỉ và kiên cường của người dân đất thép Củ Chi anh hùng. Sự mà nói là rất là khâm phục các cha anh mình ngày trước, đặc biệt là các nữ du kích quân của mình ở đây, nó thật là dũng cảm và cái ý chí chiến đấu cũng như là cái tinh thần sự kiên nhẫn là thông minh. Đến phòng họp, phòng ăn, phòng quân y, xưởng công binh, bếp hoàng cầm, du khách dường như đang cảm nhận được tinh thần anh dũng vượt qua gian khổ trong chiến đấu của những người lính du kích ngày xưa. Cảm xúc của em khi bước đến đây là em cảm thấy khâm phục các anh trong thời chiến đấu, tại vì cái hầm rất là nhỏ, nó khoảng diện tích rất là nhỏ mà các anh thể đi mà chiến đấu để giành lại được độc lập cho đất nước. Bên cạnh khu địa đạo thì đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bến Dược cũng là nơi được nhiều du khách đến thăm. Bởi nơi đây còn lưu giữ nhiều cái tên, nhiều chứng tích của những anh hùng, là nơi ghi công của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự hồi sinh của mảnh đất này. Thì em muốn là tự mình tìm hiểu, tự mình biết được như thế nào. Thì khi mà bước vô đây em thấy những cái cảnh tượng mà được mô tả lại, được tái hiện lại thì em cảm thấy là rất là tự hào về cái truyền thống, về cái lịch sử mà ông cha ta đã dựng nên. Trong những ngày đầu năm mới, đặc biệt là khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì du lịch về nguồn, đặc biệt là đất thép Củ Chi anh hùng, một huyền thoại của thế kỷ 20, là lựa chọn ý nghĩa của nhiều du khách.